Làm sao hôm nay qua hôm nay ấy chứ, phải hôm qua là rồi xong à, hôm qua tao té xỉu rồi. Hôm qua nặng cho bạn lại xong là chỉ muốn rớt rồi. Rồi chơi đi lấy nha. Không biết nữa. Trong thi à. Mạnh vô. Đẩy mạnh vô. Thi hả Thi? À, 4 giờ chị mới làm được á. Em ngồi đợi được không? Cả tiếng lận á. Ngồi chơi ha. Sao nay qua đột xuất vậy? Thôi giờ nó báo đâu. Hử? Em ngồi chơi đợi chị được không? Cả tiếng lận nha. Nhớ bữa mới qua rồi mà nè. Nghỉ rồi. Hay là mày... Hay mày thích anh Thí? Thích thế thì chạy ra đi hoài. Ở nhà nóng quá, vô đây nặng mụn cho nó mát hả? Nó chơi ngồi chơi đợi chị nha. Sao nó trâu ra xa vậy thế? Mới ghẹo quá một xíu chị mày. Nó có người yêu rồi. Chút nữa bật like cái nặng chừng ba con cái tắt like nhúng chửi chứ. Không quay thôi. Quay kiểu ấy á. Rồi tắt. Tắt xong đó là bệnh em bị rớt mạng nên không like được. Có bị nhanh không? Y như hồi xưa chị ấy đặng cho thằng Hùng vậy đó, không khác miếng nữa. Không biết đường đâu lấy nữa. Yên yên. Thi với Thịnh qua hoài mà sao không thấy thằng Phi kìa. Lâu thằng Phi chưa đi đúng không?
Tới bên này luôn nghe thấy. Tới chưa em? Từ từ. Ghế của chị nó bị cao rồi. Nằm đó chơi đi Thi ơi. Có vô wifi chị được chưa? Vô wifi của chị đi, mạnh lắm. Tha hồ đánh game. Chút nữa thay cái khăn nè. Tại có cái gói vậy sao không lấy gói nằm? Thấy nhìn nhìn nghe, đừng có trả lại nha. Đúng rồi, đá cái dài qua vậy đó, đau đến nỗi là đau lắm hả? Có đau quá thì nói nha, tại mình cũng từ từ chứ không có cái gì phải gấp hết. Nó nhìn thấy cưng quá ha. Thấy không? Này. Nè,
Cà tây nha. Cà tây Thái Dương nè. Ok không? Dư rồi đó. Ừ.